anh công an hay là anh lụm em đi anh. Thôi lụm đừng ông chi cha. Mấy này em đi phun lậu hoài mệt quá, mưa nắng em khổ quá. Anh lụm em vô chổng cho mát mẻ anh ơi. Thanh niên phi tới chốt kiểm dịch xin bị bắt nhưng bất ngờ nhận được món quà đặc biệt của công an. Cụ thể thanh niên điều khiển chiếc xe máy cũ phi thẳng tới chốt kiểm dịch. Anh chàng dừng lại trước một chiến sĩ công an hài hước nói: anh công an hay là anh lụm em đi. Người chiến sĩ giật mình bất giác lùi lại nói: lụm ông chi. Thanh niên tự nhận đi buôn lậu vẫn cố nài nỉ để được bắt giữ: mấy nay em đi buôn lậu hoài, em mệt quá, mưa nắng khổ quá, anh lụm em vô trong cho em mát mẻ. Lúc này một cán bộ trực chốt khác đi từ trong ra, thấy đối tượng vô cùng vui vẻ. Điều đặc biệt, công an này còn hết lòng mời thanh niên nước uống, có nước đó nhưng mà nước ngọt nha, bí đao. Nghe vậy anh chàng phấn khởi nói: cho miếng nước uống đi, nhiều khi cũng muốn các anh lụm lắm, đi buôn lậu mệt lắm anh ơi. Người công an mang ra lon nước bí đao như đã hứa, chủ nhân clip vội cảm ơn. Tiện thể trên xe có sẵn khẩu trang đã đưa cho cán bộ trực chốt nhưng bị từ chối thẳng. Thôi cho người khác đi, anh chàng tạm biệt, trước khi rời đi vẫn hài hước đùa: mai mốt kiếm em mệt lắm đó, em đi đầu thú thì không chịu. Anh đi hái bí đao hả? Cảm ơn anh, mọi người giữ sức khỏe nha. Lấy khẩu trang đeo nha. Thế vậy? Cho người khác đi. Ok. Không lụm em là mai mốt kiếm em mệt lắm á. Bây giờ em đầu thú không chịu. Đoạn clip chỉ sau 5 tiếng đăng tải đã nhận được hơn 171.000 lượt xem. Tuy nhiên, dưới hàng trăm bình luận, phần lớn ai cũng bật cười thích thú khi biết danh tính nam nhân vật chính. Hóa ra đó là Lâm Ống Hút, chàng trai gắn liền với hình ảnh điều khiển xe máy cũ chứa đầy đồ ăn, nhu yếu phẩm để trao tặng cho người nghèo trong suốt mùa dịch. Có lẽ